Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Chuyện tình chú cháu, chú là dân xã hội của tác giả Mon Mon. Các mẹ có muốn nghe chuyện tình của em không ạ? Đau khổ có, vui buồn có và tuyệt vọng cũng có. Em năm nay 23 tuổi, có một cậu bé trai 4 tuổi rồi. Trước đây em là single mom, còn hiện tại thì cuộc sống con em có đầy đủ bố mẹ. Chồng em thì U30. À mà thôi, xài dòng quá, em vào vấn đề chính nhé. Năm em 18 tuổi thì gặp anh, lúc đó là lúc bố em dẫn anh về nhà chơi. Bố em là dân xã hội. Lần đầu nhìn em đã phải lòng anh, nhưng suy nghĩ của anh em vẫn là con nít vì tính em nắng nhít lắm. Anh đẹp trai phong độ, lại còn cười duyên, em nhìn anh không chớp mắt. Đến bữa cơm em với chị dâu dọn cơm ra rồi ngồi ăn cùng. Em ngại bảo bố con không ăn đâu, thì anh bảo, ngồi xuống ăn cùng mọi người đi cháu, không phải ngại chú đâu. Em nghe xong mà đau lòng quá trời đất, chú với cháu có gớm không cơ chứ. Em mới bảo, dạ thôi, nay cháu không đói ạ, đi đói thì cháu ăn sau. Nhiều lần tiếp xúc, em bỗng cảm thấy thích chú rồi, nhưng chú lại coi em ít tuổi, kêu lo học hành đi, vớ vẩn là nhanh. Em không cam tâm nên nhân lúc bố ngủ chụp điện thoại tìm danh bạ, thấy bố lưu tên anh là Enter. Ha ha, khỏi phải nói em vui như thế nào, lưu luôn vào điện thoại mình chứ còn sao nữa. Hôm sau em mới nhắn tin cho anh. Chào chú nhớ cháu không? Phải tầm một tiếng sau anh mới nhắn tin lại. Cháu là ai? Cháu L, con bố ca đấy ạ, chú không nhớ cháu à? À, chú nhớ rồi, sao lại có số của chú? Cháu xin bố ạ. Nhắn tin được một lúc anh bảo có việc nên thôi không nhắn tin nữa. Tôi đến em gọi cho anh nói chuyện toàn xưng chú cháu thôi vì em vẫn ngại. Nói chuyện được một thời gian, đa số toàn em chủ động, anh thì chả bao giờ gọi hay nhắn tin trước cho em. Vào thời điểm em ôn thi bận học cũng chả nhớ gì đến anh nữa, điện thoại vứt sóng một góc chỉ tập trung học hành. Đôi khi vẫn nghĩ anh có thể quan tâm đến mình đâu mà gọi anh làm gì nữa, thế là cũng thôi, mặc kệ luôn. Chắc kiểu theo thói quen ngày nào em cũng nhắn tin với gọi điện cho anh mà bây giờ em không đả động gì, anh khó chịu, thế là chủ động gọi cho em. Lúc nhìn màn hình mà giật mình luôn, em ấn nút nghe. Alo, cháu à, đang làm gì đấy? Cháu đang chơi thôi ạ. Thế à, mà sao hôm nay tự nhiên chú lại gọi cho cháu thế? Chú rảnh thì gọi vậy thôi. Đoạn này nghe em đã thấy buồn buồn rồi, tức quá lỏng ngay câu. Thế thôi, cháu ngủ đây. Cúp luôn không để anh nói gì. Lát sau anh nhắn tin, cháu ngủ ngon. Ôi trời ơi, lại cười tít mắt vào. Tầm hơn tháng sau bố lại dẫn anh về nhà em với vài chú nữa, nhưng về để bàn bạc tiền nong vay nặng lãi gì đấy. Lúc đấy 10 giờ sáng, em mới dậy từ trên lầu đi xuống. Người thì mặc bộ pyjama hoạt hình, tóc tai rũ rượi, trông như con nghiện. Nghĩ lại mà thấy ngại thế. Bố nhìn em đi xuống còn chửi, con gái con đứa, gần 20 tuổi đầu rồi mà bây giờ mới vác xác dậy. Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, tiền sử nhà mày. Em định vểnh mõm lên thì, ôi xong rồi, anh ấy đang nhìn em cười. Lúc đấy thể với các mẹ không biết giấu mặt vào đâu, phi một mạch vào WC xong xuôi đi ra. Anh thì cứ em đi qua lại là nhìn em chỉ dám liếc mắt rồi quay đi. Ngồi lâu lâu mọi người đứng lên chuẩn bị đi về, em lững thững đi ra giật giật tay áo anh nói nhỏ. Tối nhắn tin cháu bảo. Anh cười ra dấu ok, khi đó em quyết tâm lắm rồi, nhất định phải tỏ tình với anh, không thể để lỡ cơ hội này. Tối em gọi luôn chứ chả nhắn tin dài dòng cho mệt. Gọi 3-4 cuộc anh mới nghe. Chú ngủ chưa? Chú chưa, thầy có chuyện gì định nói với chú. Sao chú lại quen bố cháu? Gọi điện cho anh ý chí tỏ tình vứt đầu hết, xong cứ hỏi vớ vẩn. Anh em làm ăn với nhau, chú quen bố cháu thôi. Cuối cùng em cũng vào vấn đề chính. Chú có người yêu chưa, hay vợ con gì gì đấy chưa? Sao lại hỏi vậy? Chú cứ trả lời đi. Chú chưa, vậy chú yêu cháu nhé, cháu thích chú lắm. Cháu còn trẻ con lắm, lo học đi. Dù rằng mãi anh vẫn không nói có hay chưa mà chỉ bảo em lo học đi. Em đành thôi, tắt máy đi ngủ mà trong lòng rối bời. Em vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện để tình cảm đi lên, rồi thi thoảng vẫn nhắn tin. Chú yêu cháu nhé, anh cũng chỉ trả lời cháu còn nhỏ. Có một ngày em nhận được cuộc gọi của anh. Tối đi chơi không, chú qua đón. Em vâng luôn, không ngần ngại. Tối đó anh qua đón em đi ăn uống xem phim rồi đi lượn đường hóng gió. Bất chợt anh hỏi em. Cháu yêu chú lắm à? Vâng, thế bây giờ còn yêu chú không? Còn, chú với cháu yêu nhau được không? Ok không? Em nhìn anh chằm chằm xong ôm chầm lấy anh cười, không nhìn thấy tổ quốc đâu. Thế là yêu nhau.
Thời gian yêu anh quan tâm em, đi đâu cũng đưa đón, em thích cái gì cũng chiều em. Anh còn dẫn em đi gặp mặt bạn bè anh cơ, mà ai em cũng biết vì đa số bạn bè anh cũng toàn dân xã hội chơi với cả bố em. Và rồi cái gì đến cũng đến, bố em biết chuyện của bọn em nhưng chỉ bảo bố không cấm yêu đương nhưng đừng quá giới hạn. Yêu gần một năm, anh đột ngột bảo em cưới. Em nghe mà tưởng anh đùa, nhưng không, đó là thật. Yêu anh quá, em cũng đồng ý, nên bọn em kết hôn trong sự chúc mừng của mọi người. Mấy ai hay chữ ngờ, cuộc sống không hạnh phúc của em bắt đầu từ đây. Em nghỉ học chỉ ở nhà quanh quẩn nấu cơm nước chăm lo cho anh. Thời gian đó em từ một đứa con nít chuyển thành người vợ mẫu mực. Tối đó về anh làm mệt ngủ sớm, em thì lục ục không ngủ được, mới lấy điện thoại anh ra nghịch thì thấy có tin nhắn Zalo. Em không có tính xe trộm hay ý đồ gì với chồng vì em tin tưởng anh tuyệt đối. Định rằng lướt đoạn tin nhắn đấy đi, nhưng lại làm em chú ý là anh nghỉ sớm đi, sau này mệt rồi, yêu anh. Em không tin vào mắt mình nghĩ hay ai nhắn nhầm nên vào Facebook của anh luôn. Chắc chị ta thấy đã xem mà không trả lời nên lại nhắn. Sao anh không trả lời em, anh không quan tâm em à? Em ấn vào trang cá nhân xem thì hóa ra chị này là người có mặt trong đám cưới bọn em. Em nhớ ra chị ta về lúc nào cũng nhìn chồng em cười nói, rồi còn ôm anh trước mặt em nên em rất ghét. Em lại lủng sục Facebook của chị ta một lúc cũng ra, rồi xem đống album ảnh thì lòi ra một cái ảnh chồng em với chị ta chụp chung. Đọc comment em mới biết, hóa ra chưa đầy họ yêu nhau. À, đúng ra là người yêu cũ của nhau. Em xem được status chị ấy đăng một tháng trước, thời điểm em với chồng mới cưới. Chúc anh hạnh phúc nhé, người em yêu. Dù có thế nào em vẫn yêu anh. Không cần tìm hiểu gì, em biết là nói chồng em rồi. Thật sự lúc đó em rất đau khổ, không biết làm gì. Tại sao anh lừa dối em? Hôm nay anh không đi làm mà ở chỗ chị ta, để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi vây quanh em. Sáng hôm sau em vẫn bình thường với chồng, coi như mình chưa đọc đoạn tin nhắn đó. Vẫn là người vợ mẫu mực nấu bữa sáng cho anh, rồi anh hôn tạm biệt em đi làm. Anh đi, em mới lấy điện thoại gọi cho anh bạn chơi lâu năm với chồng em để điều tra chuyện ngày xưa của anh. Đứa gái ông này tính vui vui, xong có cái gì cũng tẹt hết ra. Em hỏi phu vơ mấy câu, nói là chồng em ngày xưa có yêu em nào không, sinh bằng em không, này nọ kia. Ông phàng hết ra luôn. Ông bảo, thằng Thanh á, ôi trời, nó ngày xưa yêu đầy con, toàn con xinh thôi em ạ. Nhưng nó yêu con Mai là sâu đậm nhất. Khổ thân chúng nó, đang yêu nhau con Mai phải đi du học, bố mẹ con Mai bắt chia tay. Một phần cũng vì bố mẹ con Mai cũng không thích nó yêu thằng Thanh. Tại thằng Thanh là dân xã hội, cái Mai cũng mới về nước được 1-2 tháng thôi. Hôm cưới bọn mày nó chả đi dự còn gì. Mà thôi nhá, anh có việc rồi, hôm nào tụ tập vợ chồng mày vào nhà anh chơi. Dạ vâng ạ, em chào anh. Nghe xong em không biết diễn tả cảm xúc như thế nào cho vừa nữa, thì mình đau lắm chứ. Hóa ra anh yêu một người sâu đậm như vậy và vì một lý do ngớ ngẩn mà chia tay. Bảo sao khi em nói yêu anh mà anh cũng không bảo có người yêu hay chưa, là vì còn yêu chị ta, còn phân vân có nên từ bỏ chị ta hay không. Em gọi điện cho bạn thân khóc lóc kể lể về nó khuyên em phải thật bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Em cũng bình tâm lại và thuê thám tử theo dõi anh. Em nhận được sấp ảnh anh vào một chung cư rồi chờ người con gái đằng sau xe ôm ấp nhau tình tứ. Còn ai khác ngoài người yêu cũ ra nữa. Thời gian đó anh rất ít khi về với em. Anh gọi điện thoại bảo anh bận lo cái này, bận cái kia, không về ngủ được rồi đủ lý do. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Anh bận ở bên người cũ vì còn thương người cũ. Rồi cái ngày em mong đợi cũng đến, chị ta chủ động gọi điện gặp em để nói chuyện ở một quán cà phê. Cả buổi em chỉ để chị ta nói, ngồi nghe chị ta kể về chuyện ngày xưa của hai người. Em nghe mà quặn lòng. Những câu nói khiến em đau khổ nhất đó là: em đủ thông minh để hiểu chị nói những gì. Chị và anh ấy rất yêu nhau, kể cả bây giờ anh ấy cưới em nhưng vẫn yêu chị. Chỉ vì đi du học nên bọn chị mới chia tay. Anh ấy bây giờ đang ngủ ở nhà chị. Mong rằng cuộc gặp này em sẽ biết làm như thế nào. Em cũng đều phải dạng vừa. Chị ạ, em biết trước đây hai người yêu nhau rất nhiều, nhưng bây giờ em là vợ anh ấy. Chị có biết đánh vần chữ vợ không vậy? Hay để em dạy chị? Chị học cao vậy chắc phải biết chứ. Còn để em nói chị biết, có không giữ, mất đường tìm. Kể cả bây giờ anh ấy đang ngủ nhà chị, nhưng vẫn là chồng em. Còn chị chỉ mãi đứng trong bóng tối thôi. Nếu hai người muốn quay lại, vậy chị nên hỏi anh ấy trước đã xem có muốn ly hôn với em hay không. Chị có biết loại người như chị người ta hay gọi là gì không?
chị đi nước ngoài mấy năm chắc không biết, người ta gọi là phò đấy chị ạ. Muộn rồi, xin phép em về trước, tiền cà phê em trả. Thế là em quay đi trả tiền cà phê để chị ta lườm lườm em. Về đến nhà em nằm phịch xuống giường không nấc lên, em gào khóc như đứa trẻ vậy, chưa bao giờ em khóc kinh khủng như vậy cả. Hôm sau em thấy anh về nhưng mặt lạnh nhạt không nói năng gì với em hỏi han cái gì không nói mà toàn gắt gỏng. Em vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lại đi để em một mình. Buồn quá, em rủ bạn đi loanh quanh mua sắm. Sừng đèn đỏ, con bạn em tự nhiên đập vai em bảo: "Hình như ông Thanh mẹ ạ, còn chở con nào kia, hay con người yêu cũ?" Lũ khốn nạn. Lúc em quay ra thấy anh đang đi con SH hay chở em đi qua. Nhưng người ngồi sau không phải em. Ha ha, ông chờ hình như muốn chiêu ngươi để em nhìn thấy cảnh đấy hay sao ấy. Em mới bảo con bạn em: "Mày xuống xe chở tao đi, chứ không ngày này năm sau là ngày giỗ của tao với mày đấy." Nó chửi em: "Giờ này còn nhăn nhở được à?" Em cười ngượng nhìn nó. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi em chán chẳng muốn đi đâu nữa, bắt nó trở về nhà, chứ mệt mỏi lắm. Nó vừa like vừa quay đầu lại nhìn em chửi suốt đoạn đường về. Em chỉ im lặng nghe nó nói vì nó nói rất đúng. Em thật sự rất ngu, bị chồng lừa dối mà vẫn yêu thương quan tâm anh cứ như không có gì xảy ra. Nằm trên giường chỉ biết khóc, nước mắt cứ chảy xuống dù không biết bản thân mình yếu đuối như vậy. Khóc chán chê vẫn biết mình cần phải xinh đẹp, phải mạnh mẽ chiến đấu với hai con người đấy. Tối anh về cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Em giật mạnh tay, anh quay lại nhìn em. "Làm sao? Có chuyện gì?" "Anh không có gì để nói với em à?" "Nói cái gì? Chả có gì để nói cả." "Sao anh lại cưới em? Sao anh cưới em khi anh còn yêu chị ấy? Hôm nay anh đi đâu?" "Đi làm chứ đi đâu. Đúng là loại đàn bà lắm chuyện." Lúc này em không kìm chế được nữa gào lên: "Anh đừng có nói dối nữa, đừng tưởng tôi không biết. Đi làm cái gì, làm ở trên giường à? Mấy năm nó đi du học, mày không được phang nó nên thèm à?" Nghe xong anh tát em thẳng tay, đây là lần đầu tiên trong đời em nói láo với anh. Cũng là in dấu sâu cho lòng em cái tát anh tặng em. "Cầm mồm lại, đúng đấy thì sao? Tôi với Mai yêu nhau đấy, cô ghen à? Lo mà làm bổn phận của vợ cho tốt đi, chứ đừng có làm mấy trò ấu trĩ." Nói xong anh lấy quần áo rồi đi thẳng ra cửa. Em ngồi gục xuống khóc. Lần này em không biết làm gì nữa. Em tuyệt vọng thật rồi. Sau ngày hôm đó anh không giấu giếm gì em nữa, công khai trước mặt em yêu chị ta. Chị ta gọi đến anh còn trả lời: "Ngoan, lát anh tới." Lúc đấy em chỉ muốn chửi thề thôi. Còn chị ta thì up status: "Vậy là chúng ta lại được bên nhau." Kèm theo tấm ảnh chụp tay anh với chị ta. Đừng hỏi lý do vì sao em biết là vì đồng hồ anh đang đeo do em mua tặng anh. Ha ha, yêu đương hẹn hò hạnh phúc thật. Mình là vợ mà cứ như kiểu kẻ thứ ba xen vào tình cảm của hai người họ vậy. Mấy ngày liên tiếp, con bạn thân thấy em đau khổ quá, phải sang nhà ở cùng em, sợ em nghĩ quẩn. Đợt đó em sụt 4 cân phải truyền nước, chứ người yếu lắm, đến nói còn không ra hơi. Bạn em thấy em vậy gọi cho anh về để xem em. Em nghĩ anh không về, nhưng anh vẫn về, hỏi han em mấy câu đi mua cháo đút em ăn. Không biết bao lâu rồi em không được thấy anh quan tâm mình như vậy, dù chỉ là hành động nhỏ. Xong xuôi anh lại đi, em không hỏi cũng biết anh đi đâu. Nước mắt không tự chủ lại lan trên má. Một lát sau em lại lấy điện thoại vào Facebook của chị ta xem. Ngày nào em cũng dình, đã thấy áp ảnh bó hoa hồng, cảm ơn anh. Yêu nhau, anh chưa bao giờ mua cho em nổi một bông, chứ đừng nói một bó. Anh bảo mua hoa hồng được mấy ngày lại hỏng, mua làm gì? Vậy mà đối với chị ta, anh lại lãng mạn như vậy. Cả đêm đó em không ngủ, đến hơn 3 giờ thì có tin nhắn Facebook là từ anh. Em vội mở ra thì là ảnh anh đang ngủ cởi chân, chỉ đắp chăn che hơn nửa người. Ha ha, là sao anh gửi cơ chứ? Em đoán ra chị ta gửi chứ, anh làm sao tự nhiên gửi cho em như vậy? Còn thêm ảnh anh đang đứng trước gương thắt cả vạt. Chị ta cố tình chụp quay nhà để em biết đây là nhà chị ta. Em tắt máy chùm chăn khóc. Thời gian này chắc khóc thay ăn cơm hay sao ấy, em khóc suốt thôi. Bây giờ em tuyệt vọng thật rồi. Em vẫn mong có chút hy vọng nào đấy anh yêu em là thật, nhưng không, người anh yêu là chị ta. Không mãi em cũng biết chả giải quyết được vấn đề gì vì bây giờ em đã quyết. Tính em cái gì của mình là của mình, không phải thì có cố nắm giữ cũng không giữ được, cái tốt nhất là buông, buông để bớt đau khổ. Ngày hôm sau, em thu dọn quần áo, sắp xếp hành lý gọn gàng. Anh về em vẫn tỏ ra bình thường, mà có khi em còn quan tâm anh nhiều hơn vì sao hôm nay bọn em sẽ là người dưng, sẽ không còn bên nhau nữa. Anh thấy em vậy nên cứ nhìn em thôi,
ở nhà đến trưa anh đi. Em viết đơn ly hôn để ở bàn, em nhờ anh trai qua đón em về. Em đặt vé máy bay trong đêm, em muốn rũ bỏ mọi thứ, muốn quên đi mọi đau lòng em mang đến cho em. Em biết ngày mai anh sẽ về nhà, nếu em không đi trong đêm thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Em muốn đến một nơi yên tĩnh để sống, chỉ riêng em. Anh trai và chị dâu ôm em và khuyên em quên đi mọi chuyện, sống thật tốt, cuộc sống của em bây giờ sang trang mới. Em vào đến nơi thì đi thuê phòng trọ và sẽ xin việc làm. Em thuê được phòng trọ gần trung tâm thành phố cũng khá ổn, mặc dù tiền hơi cao. Cũng may bà chủ ở đây tốt tính niềm nở, em gặp lần đầu thấy quý quý. Thu xếp đồ đạc xong xuôi, em quên mất là không vứt sim cũ đi, sợ anh gọi đến. Đi loanh quanh một lúc tìm thấy quán điện thoại, em mua sim khác lắp vào rồi gọi cho anh trai, bảo với anh là đến nơi rồi. Em nhờ anh nói với bố hãy hiểu cho em. Đến tầm gần trưa, bà chủ dẫn em ra quán cơm gần đó ăn. Xong xuôi mọi thứ em về phòng nghỉ, chứ người mệt lắm. Vừa bay đến nơi đã cắm đầu cắm cổ đi tìm nhà trọ rồi, là dọn phòng thu xếp đồ đạc cả buổi sáng. Tối đến em nhận được cuộc gọi là số bố em. Hít thở thật sâu mới dám nhấc máy nghe. Được nghe giọng bố, em xúc động lắm. Bố là người thương em nhất nhà, lo cho em mọi thứ. Đến anh trai còn phải ghen với em, vì bố đi đâu xa cũng gọi cho em chứ chả đồng động gì đến anh trai. Bố trách em sao không nói cho bố biết. Bố còn bảo sẽ đi nói chuyện với anh, nhưng em bảo bố thôi. Em dặn bố, nếu bố nói gì với anh thì con không liên lạc với bố nữa. Bố cũng không được cho anh biết địa chỉ con ở. Ông trời cũng thương em, giúp em tìm được việc. Làm quản lý tại một siêu thị. Vào đây 2 tuần thì em thấy người khó chịu, cứ nôn nao. Em nghĩ do không quen thời tiết sau này nên không để ý. Rồi em thấy chậm kinh, cũng mặc. Em nghĩ do không quen thời tiết sau này nên không để ý. Rồi em thấy chậm kinh, cũng mặc kệ. Đang cố gắng quên anh đi để có cuộc sống mới nên không muốn nghĩ ngợi nhiều. Càng ngày em càng thèm ngủ một cách dã man, lại còn chán ăn, nhìn đồ ăn chỉ muốn chạy. Em đoán chắc do đau dạ dày nên đi khám thì họ chuyển em sang khoa sản. Em có thai, trớ trêu quá, có thai được 4 tuần rồi mà tại sao em không cảm thấy gì? Cầm tờ giấy xét nghiệm, em như con mất hồn vì không thể tin được. Em thích có con, nhưng con đến không đúng lúc, không đúng thời điểm. Đêm nào suy nghĩ, em nghĩ hay bỏ con, giữ không được mà bỏ cũng không xong. Nằm xoa bụng mình, trong đây đang có sinh linh bé nhỏ là kết tinh của em và anh. Em không biết con sinh ra sẽ ra sao, người ta sẽ dị nghị em như thế nào, không chồng mà chửa. Trong đầu trong mối tơ vò. Hôm sau em xin nghỉ làm ở nhà để tĩnh tâm xem xét. Em không dám nói gì với người nhà vì nếu người nhà biết sẽ không cho em ở đây nữa. Sau cùng em vẫn quyết định giữ con lại. Đây là con mình mà, ai nói gì mà kệ, muốn ra sao thì ra, mình vui là được. Em vẫn đi làm bình thường, em lo cho bản thân và con nhiều hơn, mua sữa bầu dù đủ thể loại bồi bổ. Mặc dù không thèm cơm, nhưng nghĩ đến con em vẫn cố gắng nuốt, phải sống vì con. Chuyện em bầu em cũng tâm sự với chị dâu em, chị thương em và cháu nên gửi tiền qua thẻ cho em, hai chị em tâm sự kể. Từ ngày cô đi, thằng Thanh nó qua nhà mình suốt nhưng toàn bị bố đuổi, bố còn bắt nó ly hôn với cô để cô yên ổn lấy chồng khác, nhưng Thanh không đồng ý. Ngày nào cũng đứng dưới nhà mình ấy. Chị nhìn cũng thương. Thôi thì sau đây cũng là chuyện vợ chồng cô, chị cũng không xem vào. Quyết định ở cô. Còn bây giờ cô lo cho cháu tôi mạnh khỏe đi nhé. Em biết rồi, chị yên tâm. Em không hiểu anh làm như vậy để làm gì. Anh yêu chị ta thì đúng ra phải đồng ý ly hôn chứ. Tại sao là dằn vặt cả đôi bên khiến ai cũng đau khổ. Cuộc sống nơi đây khiến em không muốn quay về nơi làm em đau khổ. Mọi người trong đây thân thiện và rất hòa đồng. Em quen một chị hơn em 2 tuổi chọn ngay cạnh phòng em. Hai chị em ngày nào cũng tiểu tít đi đâu cũng có nhau. Đều là từ xa vào đây sống nên có vẻ hai chị em quý nhau. Bụng em ngày càng to càng lộ bụng. Chị gặng hỏi ban đầu em không nói, cuối cùng cũng không giấu được chị nên kể ra. Chị ôm em và an ủi động viên em nhiều lắm. Thời gian trôi đi, ông cu nhà em cũng biết đạp nhé. Đêm ngủ ông đạp là co cứng cả người vào. Còn lúc nào cũng là động lực để em vươn lên. Gần ngày sinh, em chưa rút đau đớn lắm vẫn phải ngồi dậy tự mình xoa bóp. Người ta được chồng chăm lo, em đây một thân một mình lủi thủi tự chăm lo bản thân mình và con. Đi siêu âm nhìn người ta được chồng đỡ từng bước đi vào phòng khám, em thì cũng chỉ một mình. Gần ngày sinh, em phải nghỉ làm không thể đi lại được, cũng là chị cạnh phòng lo cho em.
chị không ngần ngại giúp đỡ em mọi khó khăn, em biết ơn chị nhiều lắm. Em sinh lúc gần sáng, ông cu lì lợm mãi mới lòi ra, khiến em khổ gần chết. Bác sĩ đưa cu để gần em còn bảo, đây nhá, chim cỏ đầy đủ nhá. Em cười mệt mỏi, dù bác sĩ đưa con em đi. Trộm vía cu ngoan lắm, chỉ bú rồi ngủ. Ngày em về nhà trọ, chị cạnh phòng, chăm em từng tí như kiểu em gái, chị vậy. Cu mà khóc là chị nựng, chị chăm bẵm ngay, có khi còn chăm nó hơn cả em. Còn đầy tháng, em mới dám nói cho bố với mọi người nhà biết em đẻ cu. Bố em không tin, rồi em chụp ảnh con và em gửi mọi người xem. Hay hôm sau thì bố gọi bảo mọi người đang bay vào thăm cháu ngoại của ông đây. Em vừa cười vừa khóc. Nhưng em thả không để bố vào còn hơn. Nhìn cảnh này của em, người trai nào chả sót con. Bố muốn em về nhưng em không về. Em muốn cuộc sống chỉ hai mẹ con yên ổn qua tháng ngày. Cứ tầm một năm là người nhà em lại vào thăm hai mẹ con 3-4 lần. Mà không phải vào một hai hôm là về đâu, trời phát gần một tuần mới về. Em chán nhất khoản đấy, biết cả nhà thương mình nhưng mình không muốn như vậy. Em không muốn mọi người vì em mà lại lỡ mọi việc ở nhà nên em đuổi mọi người về sớm hơn. Ở cữ 4 tháng em đi làm lại, người có tí da tí thịt chứ không ốm như trước. Ngày em mới vào làm, có anh bên kiểm hàng thích em cũng tỏ tình nhưng em không đồng ý, chỉ muốn làm bạn bè bình thường. Anh ấy một đời vợ có một bé gái, hai vợ chồng ly dị khá lâu. Em cũng nói luôn với anh là em cũng một đời chồng và đang bầu, nhưng anh nói không sao, anh sẽ chăm lo hai mẹ con. Có thời cơ là anh tỏ tình, em nhất quyết không đồng ý. Em đẻ, anh cũng hay đến mang sữa các thứ thăm em. Con lên một, em gửi vào trường tư mầm non gần đó. Cứ chiều em làm về muộn là nhờ bà chủ nhà đón hộ. Thi thoảng bía bà vài trăm coi như bà giúp đỡ mình. Cuộc sống an nhàn không sóng gió của em cứ thế trôi qua khi con em gần 4 tuổi. Lúc này là lúc em đối diện với sự thật. Hôm đó em đi làm về thì bà chủ nhà chạy lại chỗ em hỏi, cậu thanh niên ở đấy là chồng cô à? Chồng nào hả cô? Thanh niên nào? Ai ở phòng cháu ạ? Em trố mắt nhìn bà, thì cái cậu cao to trong phòng cô ấy, cậu ấy bảo chồng cô đến thăm hai mẹ con. Cô Mi nhà cháu đâu bà đón về chưa? Nó đang chơi với cậu kia kìa. Bà chỉ vào phòng em chạy vội vào phòng, thấy anh đang chơi đồ chơi với Min. Em quát lên, Min, ai cho con chơi với người lạ? Thằng bé chắc khoảng nhìn mặt em mếu mếu vì nó chưa thấy em có bao giờ, chỉ ngoặc mồm ra nhìn anh để tìm người bên mình. Anh biết ý quay nhìn em nói, em đừng quát, còn sợ. Em lườm anh, ai là con anh nhận vơ à? Em bế thốc của Min ôm lấy con, nó bảo, mẹ đừng quát chú mua đồ chơi cho Min đấy. Em kẹt lời không biết nói gì cho vừa, đưa bà chủ nhà bế cu Min. Vào phòng em với anh mặt đối mắt nhìn nhau, lát sau em chủ động lên tiếng. Anh vào đây làm gì? Đây không phải chỗ của anh. Anh đến thăm con anh không được à? Nó không phải con anh về đi. Vừa nói em vừa kéo anh ra cửa, anh lì mặt không chịu đi, em tức quá chửi. Rốt cuộc anh có biến về hay không? Anh không đi, cho anh gặp con. Con cái, không phải con mình đừng có nhận vơ. Anh cấm em nói láo, thích thế đấy, có làm sao? Còn là cái gì của nhau đâu mà cấm vây đoán, bỏ cái tính gia trưởng ấy đi. Nói đoạn em cười đều, không đi để con này đi. Em đi ra khỏi cửa nhận con từ tay bà chủ nhà rồi lên xe máy hai mẹ con phóng đi. Em dẫn cu Min đi ăn ngoài, coi như lâu lâu làm bữa cho đỡ thèm. Vừa ăn cu Min nói, mẹ ơi, chú là ai vậy? Sao mẹ cáo với chú? Lần sau con không được nói chuyện với người lạ, chú là người xấu, ngoan, nghe mẹ. Nhưng chú mua đồ chơi cho Min, chú còn bảo chú là bố Min, phải không mẹ? Thằng bé mặt mong chờ nhìn em xoa đầu con bảo ngoan ăn đi, rồi mẹ cho Min đi chơi. Đúng kiểu trẻ con nghe đến đi chơi là quên hết mọi chuyện. Ăn xong em dẫn con đi chơi cầu trượt đu quay. Tầm 8 giờ em về thì không thấy anh ở phòng nữa, em an tâm được phần nào. Hai mẹ con dẫn nhau đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ em nhận được cuộc gọi số lạ. Đang không biết ai gọi vì số này của em ít người biết. Alo, không thấy bên kia trả lời, em vẫn cứ alo. Anh đây, em với con về chưa? Ai cho anh số tôi, xóa đi, cũng đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong em cúp máy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con em đây. Em thương Min, em cũng như bao người muốn con mình có cuộc sống đầy đủ, nhưng anh làm em đau quá. Vết thương anh dành cho em quá lớn, em đủ đau rồi. Hôm sau hai mẹ con chuẩn bị đi làm, đi học thì anh đến. Em bơi đi coi như không nhìn thấy, cô Min lại hí hửng.
Mẹ, mẹ ơi, chú đến kìa. Bàn tay nhỏ bé của con chỉ về chỗ anh, em bảo con, đeo ba lô nhanh rồi mẹ đưa con đi học, không muộn rồi. Anh chạy đến chỗ hai mẹ con, để anh đưa hai mẹ con đi học. Anh bị mắc chứng nhận vơ à, ai là con anh? Ai cần anh đưa, biến về đi cho tôi đỡ ngứa mắt. Em đừng nói thế trước mặt con được không? Em tức quá hóa rồ, không thèm nói dẫn con ra xe hai mẹ con đi. Anh đi ngay đằng sau em và con. Em bơ hết, em chỉ tức cu min chả hiểu mẹ cái gì cả, cứ quay đầu ra sau nhìn anh rồi còn vẫy vẫy tay với anh. Thấy em vào rồi anh cũng quay xe về. Như mọi lần ta làm em phải yên tâm con để bà chủ nhà đón, nhưng lần này lại là anh đón. Anh đưa con đi đâu em về nhà tìm không thấy, gọi lại cho anh thì anh không bắt máy. Em lo mà không biết tìm con ở đâu. Tối 7 giờ mới thấy anh dẫn con về, cu min còn cầm tay anh cười nói như thân quen lắm. Em tức không chịu được nữa quát. Min, mẹ nói con như thế nào, con không nghe mẹ đúng không? Nói xong em tét mông thằng bé, anh giảng tay em ra. Em thôi đi, con đi với anh chứ có phải ai đâu, em phải khó chịu như vậy. Em trợn mắt nhìn anh, vì chính là anh nên tôi mới càng lo. Cu Min thấy cãi nhau càng khóc to, tay quẩy quẩy mắt nhìn tội thật. Em bế Cu Min vào phòng trừng mắt nhìn anh. Em biến về cho tôi nhờ, tôi với anh còn quan hệ gì đâu, sao anh không tha cho tôi. Biến về với người anh thương bao nhiêu năm trời đi, đừng lằng nhằng tới cuộc sống của tôi nữa. Nói xong em vào phòng chốt cửa lại khóc. Sau bao nhiêu năm em lại khóc và cũng lại vì anh. Min thấy em khóc ra lau tay lên mặt em bảo, mẹ nín đi Min thương, ngoài nào cô giáo bảo khóc là hư, mẹ không được khóc. Em ôm chầm lấy con khóc, ông cụ non Min vuốt vuốt đầu em như kiểu em là trẻ con, khiến em vừa khóc vừa cười. Em biết anh vẫn đứng ngoài nghe hai mẹ con em nói chuyện nhưng không kìm được nữa rồi. Bao lâu nay em cố gắng sống vì con, để con được vui vẻ. Vậy mà anh lại xuất hiện đảo lộn cuộc sống của em lần thứ hai, làm em lại động lòng. Những ngày sau anh vẫn thường xuyên đến em mà kệ. Anh đòi đưa con đi học, em cũng không cấm cản, nhưng giao thời gian về nhất định. Em chỉ muốn con em được vui hơn, muốn con được hưởng thụ cuộc sống có bố có mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng em sẽ không chấp nhận anh, không bao giờ chấp nhận sự phản bội từ anh. Thằng bé từ ngày được em chấp nhận cho anh đưa đón đi học, cho đi chơi vui ra mặt, lúc nào cũng hớn hở cười. Có bữa em đang nấu cơm, anh dẫn cu Min về. Thằng bé vẫy tay tạm biệt anh. Bố về nhá, mai gặp lại, bye bye. Em trổ mắt nhìn anh và con, em biết anh đã thu phục được cu Min rồi. Em gắt nhẹ. Min, đây không phải bố, con không được gọi chú ấy là bố. Em đừng lì lợm nữa, chả nhẽ em không muốn con mình được có bố à? Anh không xứng làm bố của con tôi. Giảng cò lúc lâu đuổi anh về, nhìn mặt anh khổ sở em cũng đau lòng, nhưng làm sao anh hiểu được nỗi đau lòng em mấy năm qua. Mấy ngày sau chú em làm tổ chức liên hoan, em gửi con cho bà chủ nhà trông cu Min rủ đi. Anh uống no say em muốn về sớm, bị các anh chị giữ lại, bắt đi hát đành chiều mọi người. Lúc về anh cũng ngà ngà say. Mọi người nhờ anh kiểm hàng, cái anh thích em đưa em về. Lúc về đến nhà em, thấy bà chủ chạy ra định nói cái gì, thấy anh kia nên lại thôi. Em nghe thấy tiếng cười nói trong phòng, cứ nghĩ Min đang chơi với chị cạnh phòng, hóa ra không phải, là anh và con chơi với nhau. Thấy em được anh kia đưa về, mặt anh không chút sắc nào, chằm chằm nhìn em và anh kia. Anh kiểm hàng đấy bảo em, muộn rồi, em với cu Min nghỉ sớm đi, anh về đây, ngủ ngon. Anh còn cười xoa đầu em như con nít. Anh thấy vậy đứng dậy kéo em vào lòng bảo với anh kia, cảm ơn đưa vợ tôi về. Em chưa kịp nói gì anh đã đóng sầm cửa vào. Em đẩy anh ra, cu Min xả vào em. Mẹ ơi, mẹ về muộn thế, đi với bố chở mẹ mãi, bố còn dẫn Min đi ăn cơ. Anh bế Min lên. Min ngoan, đêm nay con ngủ với bà chủ nhà nhé, bố mẹ có tí việc cần nói chuyện. Vâng ạ, Min nghe lời bố. Thế hôn ma cái nào? Thằng bé cắm đầu cắm cổ hôn hai bên má anh. Em đứng cạnh mà như người dưng vậy, mà rõ ràng em nuôi nâng nó, đau đớn sinh ra nó. Vậy mà anh đến không bao lâu đã ngỏ sớt như vậy rồi. Anh đưa con cho bà chủ nhà, em chán chẳng muốn nói, định lấy quần áo đi tắm thì anh kéo em lại lườm em. Thằng vừa nãy là thằng nào? Thằng nào cũng không liên quan đến anh. Anh đã nói rồi, anh cấm em nói láo. Anh chẳng có quyền khỉ gió gì cấm tôi cả. Anh hỏi lần nữa, lúc nãy là ai? Em bực quá, người đang có tí men nên không để ý cái gì luôn, thế nên hậu quả em chịu rất nặng. Người yêu tôi đấy, chúng tôi yêu nhau đấy. Sao, anh định cấm à?
nên nhớ tôi với anh chẳng còn quan hệ gì rồi, đừng có quản tôi. Em quay mặt đi, anh túm áo em xé ra, em giật lại quát. Anh đừng có được đà lấn tới, tôi nhịn anh nhiều rồi đấy. Cứ như không nghe thấy em nói gì, anh kéo cả quần em xuống, em đạp đấm đá các thứ không ăn thua. Mặt anh đỏ ngầu lên lao vào em gào khóc anh cũng không dừng lại. Vừa xé đồ trong của em anh vừa nói, yêu này, yêu nữa đi. Em không thể làm gì được vì em biết anh mất đi lý trí rồi. Em chỉ nằm khóc để mặc anh làm gì thì làm. Có chống cự cũng là dư thừa, hình như đàn ông họ không chửi mắng, không đánh được mình thì họ sẽ hành hạ mình bằng cách đó hay sao vậy? Chuyện gì đến cũng phải đến, thôi thì đành phó mặc vậy. Sau chuyện anh ôm em, nhưng em đẩy anh ra, quay mặt vào tường khóc. Anh kéo em vào lòng ôm, lúc này người mệt rã rồi, không làm gì được nữa, chỉ khóc nấc thôi. Anh nói, anh xin lỗi, anh không kiềm chế được, nhìn em bên người khác anh khó chịu lắm, anh sợ mất em. Sợ anh lại làm như vậy, anh tha cho tôi đi, tôi với anh không còn gì nữa mà, để yên cho tôi sống đi. Anh về bên người anh vẫn thương nhớ bao năm đi, đừng phiền tôi nữa, tôi đã giải thoát cho anh đến với chị ta còn gì, sao vẫn không buông tôi, vừa khóc em vừa nói. Anh không bao giờ bỏ em được, anh cần em và con, cô mình cũng cần có bố mà, em quên chuyện quá khứ đi được không? Anh thử là tôi anh có quên được không? Anh đối xử với tôi như vậy bảo tôi quên là quên à? Bây giờ có khi anh với chị ta còn có con rồi chứ chả đùa, phải để lại nhìn mấy người hạnh phúc với nhau à? Anh với Mai đâu còn gì nữa đâu, anh với em vẫn là vợ chồng mà, ly hôn chỉ mình em muốn, còn anh không muốn, anh chỉ muốn hai mẹ con em, về với anh đi. Chuyện cũ em cho qua đi được không? Một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Em cười khẩy nhìn anh. Anh lại muốn cù mình giống tôi à? Vậy để nhìn anh với người thương của anh hẹn hò ôm ấp nhau à? Đừng tự cho bản thân mình cơ hội nữa. Kể cả bây giờ tôi với anh chưa ly hôn, nhưng tôi sẽ cố làm nhanh thủ tục. Lúc đấy làm ơn ký giấy tôi nhờ. Còn Mai thì mau biến khỏi phòng tôi, để tôi được yên. Em đừng lì nữa. Chừng nào em chịu quay lại với anh thì anh mới về. Còn không đừng mong anh đi đâu. Ngủ đi, anh mệt rồi. Em cũng nhắm mắt lại ngủ vì thực sự em mệt mỏi lắm rồi. Sáng hôm sau em tỉnh nhìn sang không thấy anh đâu, em nhìn đồng hồ thấy muộn lắm. Chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân, còn đưa Min đi học với đi làm. Em vừa bước ra khỏi nhà, thấy anh cầm phở trên tay. Anh đưa Min đi học rồi, sao em không ngủ thêm? Anh thấy em mệt nên xin nghỉ làm cho luôn rồi. Em gắt lên, anh là bố tôi hay sao mà quản cả việc làm của tôi? Lần sau đừng có tự tiện như vậy, hết chuyện thì biến về đi. Đừng có ăn bám tôi không nuôi được anh đâu. Anh có bắt em phải nuôi anh đâu, chuyện hôm qua anh xin lỗi. Xong chuyện rồi thì anh về đi, coi như hôm qua tôi ngủ với chai bao cũng được. Cầm túi xách lên em đi ra cửa, anh cũng chỉ nhìn em và bất lực không nói được gì. Ra xe em phóng đi thật nhanh như muốn trút bỏ tất cả, sao lần nào anh cũng làm em đau, làm em thất vọng tột độ đến như vậy. Lúc này em thật sự bế tắc, không biết phải như thế nào. Một phần muốn chấp nhận anh, nhưng một phần lại muốn quên anh, vì mỗi lần nhìn anh em như trở về những chuyện quá khứ. Những lúc như vậy em lại rất hận anh, rất hận. Đang làm em thấy chị dâu gọi điện tới. Alo chị à, em đây. Em đang làm à, chị gọi có sao không? Không sao chị ạ, chỗ em dễ mà. Em định hỏi chị về chuyện của chị đã nói trước. Em với Thanh gặp nhau chưa? Làm sao chị biết, có phải nhà mình ai nói với anh em đang ở đây không? Bố nói đấy. Thanh ngày nào nó cũng vào nhà mình xin bố cho gặp em. Mấy bữa trước chị thấy bố với Thanh ngồi phòng khách nói chuyện, nên chị nghĩ chắc Thanh vào gặp cô rồi. Chị thấy nó có vẻ nặng tình lắm, em thử chấp nhận nó lần nữa xem nào. Em chưa biết thế nào chị ạ, em không biết xử lý sao nữa. Thôi nhá chị, em bận rồi, có gì nói chuyện sau. Tan máy em thở dài, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, thêm chị dâu tác động vào em càng thêm rung động. Vẫn còn đang trong suy nghĩ, anh kiểm hàng lại gần em hỏi chuyện. Hôm qua người ở phòng là chồng em à? Bọn em ly hôn rồi ạ. Anh nhìn có vẻ không phải vậy hay sao nhỉ? Anh đừng nghĩ linh tinh, em đi làm nốt mấy việc đấy. Nói xong em bỏ đi, chiều làm về vẫn như mọi khi anh là người đón cô Min, rồi đưa Min đi chơi mới về nhà. Thấy em Min chạy lại ôm cổ quay hôm nay chơi những trò gì rồi đi những đâu, em cười cười nhìn con. Đột nhiên Min chỉ thầm tai em nói nhỏ. Hôm nay mẹ cho bố ở đây ăn cơm với nhóc, bố không có cơm ăn. Ai nói với Mi vậy, bố có rất nhiều tiền, có thể tự ăn được. Nhưng Mi muốn bố được ăn cơm mẹ nấu, đi mà mẹ ơi. Mắt còn chớp chớp nhìn em, chả biết ai dạy nó kiểu nịnh nọt đấy nữa.
nhìn con mình vậy ai mà không động lòng. Em bảo, hôm nay mẹ cho bố ăn cơm ở đây một buổi, chỉ buổi tối nay thôi nhé, mẹ con mình không có tiền, không thể cho bố ăn nhiều được đâu. Mi sung sướng cười nhảy cẫng lên hào hứng, chạy lại kéo tay anh và bảo, mẹ cho bố ăn cơm với Min rồi, bố vào phòng chơi với Min đi. Vậy để bố dẫn Min đi tắm nhé. Vậy là em để hai bố con đi tắm rửa cho nhau. Nấu nướng xong xuôi em sắp các thứ ra. Trong bữa ăn mấy lần anh định gắp đồ ăn cho em quay bát đi chỗ khác. Anh thấy vậy nên cũng thôi không gắp em nữa mà quay sang gắp con. Cả bữa ăn chỉ hai bố con nói chuyện, còn em ngồi lặng lẽ ăn. Thi thoảng cô Min lại quay sang em hỏi mấy câu vớ vẩn đâu đâu xong lại. Mẹ nhỉ? Sửa bát đũa sạch sẽ, em quay vào phòng vẫn thấy anh chơi với con. Em bảo, muộn rồi, anh về đi, cơm cũng ăn xong rồi, ở đây làm gì? Anh muốn chơi với con lúc nữa. Lúc nữa thì để hôm khác, hôm nay vậy là tôi quá nhân nhượng anh rồi. Cô Min mắt cứ liếc liếc nhìn em như muốn nói gì đó thì em bảo con, Min, chào bố rồi đi ngủ thôi. Mẹ ơi, mẹ cho bố ngủ với Min đêm nay đi, một đêm thôi, Min hứa Min sẽ ngoan mà. Em quát, Min, mẹ không nói được con nữa sao? Cô cậu lại sửa bài mếm máu ra nhìn em, sau nhìn anh. Em đừng có cáu gắt với con, em không thấy Min sợ à? Không phải việc của anh. Em lại quay nhìn Min quát, đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Em nhẹ nhàng với con thôi, lúc nào cũng cáu gắt như vậy, em không thấy quá đáng với con à? Con là tôi sinh ra, anh chẳng có công lao gì đâu mà xen vào, đi về đi. Vừa nói em vừa đẩy anh ra cửa rồi đóng cửa lại. Mi sợ quá lủi thủi đi đánh răng rồi lên giường nằm. Đêm ngủ Mi bỏ lên bụng em, nằm ôm em nịnh. Mẹ ơi, Mi xin lỗi mẹ đừng giận Mi nữa. Em gạt tay giả vờ không quan tâm, cô cậu lại sụt sịt khóc to. Mẹ không thương Mi nữa hả? Mi biết Mi sai rồi, cầm tay em lắc lắc. Từ lần sau Mi phải nghe lời mẹ, không được hư, không là mẹ đuổi Mi ra ngoài nhớ chưa? Mình gật gật đầu xong ôm chặt lấy em ngủ ngon lành. Em tính từ ngày anh vào đây với mẹ con em cũng phải được hơn tháng, chăm lo cho hai mẹ con em cũng cảm động, nhưng vẫn chưa lung lay được lòng em quay về bên anh dù yêu nhiều như thế nào chăng nữa. Ngày chủ nhật em được nghỉ ở nhà chơi với Min, anh thấy vậy cắm cọc ở phòng em cả ngày, em cũng không cấm cản như trước nữa. Em nhờ anh ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa trưa, Min thấy vậy cũng đòi theo. Em đang cắm cơm nghe tiếng điện thoại của anh, thì ra anh quên mang theo. Thấy số lạ, em nghe máy định bảo người ta lát gọi lại cho anh. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nhanh nhảu nói, anh đi đâu mấy ngày nay mà không về, anh định đi mãi như thế à? Có biết em lo cho anh lắm không? Anh định bỏ em không quan tâm em à? Em nghe xong cúp máy luôn không trả lời. Em biết là chị ta, người anh vẫn thương nhớ bao năm, máy anh lại rung, vẫn là số cũ. Em vứt máy đấy rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh về tay cầm đầy đồ, Min thì xách mấy gói bim với đồ chơi. Nhận đồ từ tay anh, em sáng tay áo chuẩn bị nấu nướng. Min chạy lại bảo, hôm nay Min về bố nấu cùng mẹ nhé. Em gật đầu cười, anh với Min nhả rau cho em, còn em thì kho thịt bên trong bếp. Anh bê rổ rau để cạnh chỗ em. Anh nhả rau xong rồi, em nhờ gì không để anh làm? Em quay lại nhìn anh rồi lại kho thịt tiếp nói, vừa nãy chị Mai gọi anh, tôi chắc nghe máy nhưng chưa nói gì. Anh gọi lại đi, không chị Mai lại lo. Anh nhìn em thở dài, em biết vẻ mặt của anh bây giờ như thế nào, em mà kệ vẫn nấu tiếp. Anh với Mai thực sự không còn gì, em phải tin anh, là do cô ấy cứ theo anh cũng cắt đứt mối quan hệ này rồi. Nói xong cầm tay em gạt ra bảo anh, tốt nhất anh nên về Bắc đi, đừng ở đây nữa, tôi sẽ không đưa mình về đâu, đừng ám tôi nữa, tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn thôi, tôi không muốn như xưa lúc nào cũng phải ghen vớ vẩn vì anh nữa, khổ vậy đủ rồi. Vậy bây giờ phải làm như thế nào em mới tin anh? Tôi chỉ cần anh mau biến khỏi cuộc sống của tôi là tôi tin. Em đừng có ngang như vậy. Anh nói rồi, khi nào em chịu quay lại với anh thì anh mới về, còn không thì em đừng nghĩ đến. Anh bỏ ra ngoài để mình em ở lại phòng bếp với đầy mệt mỏi. Cả bữa cơm chả ai nói với nhau câu nào. Mi bắt đầu lắm mồm về sau thì em với anh không nói gì cũng im lặng ngồi ăn. Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, cô Min cứ níu đòi anh ở lại. Mi ngoan, để bố về nào, mai bố lại qua với Min. Mi phải nghe lời mẹ, mai bố dẫn Min đi học được không? Bố hứa mai qua với Min nhé. Bố về Min không nhớ gì à? Thằng bé ôm cổ anh rồi hôn má. Ngày hôm sau chỗ làm bác tăng ca, em đón Min từ anh xong anh đi về. Em gửi Min bác chủ nhà trông, em dặn Min, nay mẹ phải làm về muộn,
Min ở nhà nghe lời bà chủ ngủ sớm, mẹ về thì sẽ gọi Min dậy ngay. Mẹ yên tâm, Min ngoan mà. Dặn con xong em đi làm, đêm đó 11 giờ em mới tan làm, em nhờ anh kiểm hàng đưa em về vì sợ đi đường gặp chuyện gì. Tới phòng trọ em cảm ơn anh ấy. Cảm ơn anh đưa em về nhé, không có anh chắc nay em không dám về mất. Có gì đâu, vậy trả công anh đưa em về đi. Hôm nào rảnh em mời anh đi ăn. Ok. Tạm biệt anh, em đang tìm chìa khóa để vào phòng thì anh lùi lùi đứng trước mặt em. Em giật mình suýt hét lên mắng anh. Anh làm trò gì vậy? Anh biết mấy giờ rồi không? Định dọa tôi à? Muộn rồi anh còn ra đây làm gì? Nếu anh không ở đây thì làm sao được thấy em tỉnh tứ với thằng đấy? Thằng nào, anh đừng có thô lỗ nữa. Yêu nó thế cơ à? Còn bênh. Tránh ra cho tôi về phòng, hôm nay tôi mệt rồi đấy. Vừa nói em vừa đẩy anh đi về phòng, anh kéo tay em lại hôn em né được, anh cầm đầu em quay mặt lại, cố đẩy anh ra không được, em tức quá cắn môi anh thì anh mới buông em ra. Này tôi mệt lắm rồi, để cho tôi yên đi. Anh không nói gì bỏ về. Tắm rửa em lên giường ngủ, tầm 2 giờ em nghe tiếng đập cửa phòng mình, tính em khiếp ma, thấy thế chùm chăn lên đầu co ro người vào, cửa cứ đập em nghe thấy giọng anh, nghe giống như anh say vậy. Mở cửa ra, mở cửa cho anh. Em lại sợ ma giả giọng người, nằm im không nhúc nhích. Em bị mắc chứng to mắt, mình không ở đây em không có ai ôm sợ sắp đái ra quần. Lại thấy tiếng anh. Mở cửa anh vào, anh nhớ em. Lúc này em tin là anh, em mới bật điện mở cửa cho anh vào. Vừa mở cửa đã thấy anh ngã nhào vào em, người sặc mùi rượu, xong còn hít hít cổ khiến em càng khó chịu. Đỡ anh vào giường, em đi lấy khăn lau mặt, cởi giày cởi áo cho anh. Em tắt điện lên giường nằm, chèn thêm gối giữa anh và em. Đang yên lành anh phích gối ra ôm em gạt tay anh ra. Nhưng anh ôm chặt lấy eo em rồi cắm đầu vào cổ em. Định mắng anh thì anh nói. Đừng bỏ anh biết anh sai rồi. Em muốn anh làm gì cũng được, nhưng đừng bỏ anh yêu thằng đó. Em cảm giác trong giọng của anh có gì đó buồn pha thêm chút khổ sở. Em không nói gì cả, anh hôn tóc em, hôn khắp mặt em. Không thể em phản kháng, anh được đà càng làm tới. Em bị cuốn vào anh, và thế là em ngu ngốc lần nữa, không biết kiềm chế bản thân. Sáng sớm ra em vẫn còn ngái ngủ, đã nghe giọng Min mếu máo, còn đập cửa ầm ầm. Mẹ mở cửa cho Min, mẹ đuổi Min đi à, sao mãi mẹ không mở cửa cho Min? Hôm qua Min ở nhà nghe lời bà mà, mẹ ơi! Em bật dậy mặc quần áo vào, sao mở cửa cho con, mẹ ôm lấy Min. Mẹ xin lỗi Min, mẹ ngủ quên mất, không nhớ ra Min ở bên nhà bà. Mẹ hôm qua mẹ hứa khi nào về sẽ đón Min mà, sao lại bỏ Min chứ? Mặt ông khóc lóc, song tay cứ lau nước mắt, mồm thì ngoác ra. Em buồn cười quá nịnh. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ được nghỉ làm sẽ ở nhà với Min. Min đàn ông sao lại khóc? Nghe thế cô cậu nín luôn, rồi tụt từ người em xuống đi vào nhà. Thấy anh nằm trên giường, Min nhảy lên người anh rồi nhìn em mà xị ra. Hôm qua mẹ đuổi Min để bố ngủ chỗ Min đúng không? Mẹ hư. Anh lúc đó cũng tỉnh luôn, hai bố con nhìn nhau, Min quát anh. Bố dậy, dậy mau, trả giường cho Min. Anh cười ôm Min bảo, bố chỉ nhờ một lát thôi mà, bố trả Min. Em nhớ ra anh chưa mặc đồ, vội bảo Min, Min ra ngoài một lát đợi mẹ được không, con ra ngoài chơi mẹ tắm rửa xong dẫn Min đi chơi nhé. Thằng bé hập hực bỏ ra ngoài, em nhìn anh hơi ngại. Mặc quần áo vào đi, đừng để trẻ con nhìn. Em lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, ra ngoài em định bảo anh đánh răng rửa mặt, thì điện thoại anh rung. Anh nhìn điện thoại rồi tắt đi, được một hai phút lại rung tiếp. Anh tắt rồi nhìn em biết là ai gọi, em bảo anh. Anh nghe đi, không chị ấy lo. Anh không cần nghe, em tin anh một lần được không? Anh cắt đứt quan hệ với Mai rồi. Anh ở đây cũng lâu rồi, mau về Bắc đi, cứ dùng rằng như thế này chỉ khổ cả đôi bên thôi. Yêu chị ấy thì cứ quay về đi, đừng vì cô Min mà để tâm. Anh cũng không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với Min, từ trước đến nay chỉ có hai mẹ con tôi cũng vẫn ổn. Vậy chuyện đêm qua em coi là gì? Anh đến đây không chỉ vì Min, anh yêu em thì anh mới làm những chuyện như vậy. Chuyện trước kia là anh sai, nhưng bây giờ anh chỉ muốn em về Min thôi. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Đánh trống lảng, anh vỏ đầu đứng dậy. Ăn sáng mà ông Min mắt lườm lườm em rồi lại lườm anh. Em cười bảo, con đừng nhìn nữa, mẹ biết mẹ sai mà, mẹ xin lỗi Min rồi còn gì. Min nhìn anh, đêm nay bố không được nằm giường của Min. Anh vuốt đầu, bố biết rồi, bố chỉ nhớ đêm qua thôi mà. Ăn sáng xong Min đòi em cho đi chơi, em đang lấy túi sách, Min cầm tay em cứ lung đưa. Em hỏi có chuyện gì, ông cu ôm chân em ngước mắt lên nhìn. Mẹ cho bố đi chơi cùng với đi mẹ, bố không có bạn đâu, chắc bố buồn mẹ nhỉ,
Min muốn bố đi chơi cùng với Min, mẹ nhé. Bố hôm nay bận lắm, không đi được đâu, Min với mẹ đi cũng được mà. Anh xen vào chặn lời em, nay anh không bận gì cả, anh lúc nào cũng rảnh hết. Min lại lắc lắc tay em, thế Min với bố đi ra xe đi, mẹ lấy đồ ra rồi. Em khóa cửa cẩn thận rồi cũng ra theo sau, anh dẫn hai mẹ con đến khu vui chơi. Cô Min có khi chơi gần hết các trò ở đây mất, nhìn anh với con chơi thảo luận hết ở Mỹ lên mà em chỉ biết cười, mồ hôi mồ kê bết hết cả tóc vào. Chơi xong ông cu ra chỗ em đứng, Min đói mẹ ơi. Về mẹ nấu cơm Min ăn nhé. Anh lại chở hai mẹ con về, trên đường về em bảo anh dừng xe hiệu thuốc. Anh vẻ nghi ngờ nhìn em từ đầu xuống chân hỏi, em bị đau ở đâu à? Hay ốm? Không, chả làm sao cả. Em dùng hiệu thuốc gì? Anh hỏi ít thôi. Em chạy vội vào mua thuốc bỏ vào túi sách, xong ra luôn không để anh và con đợi lâu. Về nhà em lại ngu ngơ vứt túi sách ở giường và bếp nấu cơm để anh và Min chơi với nhau. Đang nấu anh vào phòng bếp nhìn em. Đây là cái gì? Em quay lại nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay anh đang xòe ra. Hơi run nhưng em vẫn thản nhiên đáp. Anh nhìn mà không biết à? Thuốc tránh thai khẩn cấp chứ còn gì? Anh quát em, lần đầu tiên em thấy anh đáng sợ như vậy. Em coi anh là gì? Đến chuyện này em cũng giấu anh à? Tôi chỉ không muốn trúng thưởng thêm một lần nào nữa. Một lần là đủ rồi. Vậy trong lòng em từ trước đến nay không hề muốn có con với anh à? Em quay mặt đi không nói. Anh bắt em mặt đối mặt với anh bắt em trả lời. Không phải tôi không muốn có con với anh, mà chính là anh là người ép tôi không muốn. Nếu anh thích có con vậy, bà chị Mai để cho anh một đứa mà ôm ấp, một mình Cu Min là đủ với tôi rồi. Anh thì làm sao hiểu được cảm giác khi tôi bầu Cu Min, thế nên đừng có ra lệnh với tôi. Anh không phải ra lệnh với em, mà anh không thích em uống thuốc. Anh chỉ muốn có con với em. Em cũng đừng cái gì cũng nhắc đến Mai nữa đi. Anh đã nói anh chấm dứt rồi mà sao em vẫn không tin anh. Đã lừa dối tôi thì đừng mong tôi sẽ tin tưởng anh lần nữa. Còn bây giờ trả thuốc cho tôi. Em nghĩ sao mà anh trả em? Anh đã nói không được uống là không. Nói rồi anh bỏ ra ngoài, chắc là đi vứt thuốc. Cơm nước xong em không thấy anh quay lại, thì ra anh về rồi. Anh giận em thật rồi, chắc lần này em đi quá giới hạn làm anh giận. Thôi đành hai mẹ con ăn cơm vậy, mình cũng đói rồi. Tối em đang lướt Facebook thấy có tin nhắn, em vào đọc là một nick ảo nhắn cho em. Mày đã bỏ đi rồi sao không đi cho xa đi, vì mày mà anh ấy bỏ tao gần 2 tháng trời nay, công việc anh cũng bỏ nốt mà đi tìm mày. Có thằng con hoang của mày nữa, mày lấy nó ra để bắt anh ấy nhận con phải không? Tao lạ gì loại như mày, mẹ con chúng mày chỉ giỏi ăn bám anh Thanh thôi. Có con cái rồi, biết điều một chút đi, mày không còn bé bỏng đâu. Anh ấy vẫn yêu tao lắm, không vì mày đẻ thằng con hoang kia thì đừng mong được anh Thanh chăm lo. Em đọc xong không thèm dép, em cảm thấy ngực cười quá, muốn khóc mà không khóc được chỉ biết cười, cười một cách ngây dại. Quay sang nhìn Min đang ngủ ngon lành, em thấy chạnh lòng. Em làm khổ Min suốt mấy năm qua, nếu như chỉ có một mình em đã không sao, nhưng Min đến vào thời điểm em khó khăn nhất, khiến em thấy mình thật mạnh mẽ. Bất chợt, có điện thoại của anh gọi cho em. Em đưa Min nghe máy, hai bố con nói chuyện lúc lâu Min đưa máy em bảo bố gặp, em cầm máy. Alo, anh quay lại bác xử lý nốt mấy việc ngoài này, anh quên không nói với em chăm sóc Min cẩn thận rồi mấy hôm nữa anh lại vào. Từ trước đến giờ Min vẫn một tay tôi chăm sóc, anh không phải lo. Khi nào quay lại đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Mấy ngày này vắng anh, mình lúc nào cũng hỏi bao giờ anh mới quay lại. Em cũng cảm thấy hơi nhớ anh, chả hiểu tại sao. Chờ anh mấy ngày thì anh cũng quay lại, còn mua bao nhiêu đồ ăn các thứ cho hai mẹ con. Lần này anh vào thăm nhưng vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi. Em không biết ở ngoài đó anh xảy ra chuyện gì, nhưng em biết không hề đơn giản. Em kêu Min ra ngoài để em và anh nói chuyện, thằng bé vâng dạ rồi đi ra. Có chuyện gì vậy, em nói đi. Em về nói lại với chị Mai đừng làm phiền tôi. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi nhẫn nhịn như vậy không phải tôi sợ, mà là tôi giữ đức cho con tôi. Anh có vẻ không hiểu em nói gì hỏi. Anh chưa hiểu em nói gì. Sao em tự nhiên lại nói như vậy? Hay Mai nói gì với em? Em cầm điện thoại mở tin nhắn đưa anh đọc. Anh nói với em, em đừng để ý lời Mai nói. Thật lòng anh không còn gì với Mai thật. Còn gì hay không bản thân anh tự biết. Tôi cũng không liên quan gì đến các người. Anh cũng mau về đi, tôi không muốn nói nhiều đâu, đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Hôm nay anh thực sự rất mệt nên không muốn cãi nhau với em, anh muốn nghỉ ngơi. Nói rồi anh nằm luôn xuống giường, em kéo anh dậy. Về nhà anh mà nằm, đừng nằm ở đây, ngủ đây lát tôi với Min ngủ ở đâu. Anh không nói gì vẫn chai mặt nằm đấy, em nghĩ có lẽ anh mệt thật nên đành thôi. Gọi Min vào đánh sang đi ngủ, đêm em để Min nằm giữa,
cu cậu thấy bố ngủ đây thích quá, chồng mông vào mặt em quay ôm ra anh ngủ chứ, tức lắm mà không làm gì được. Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm, anh nói với em, bố dặn anh nói lại với em về nhà, mấy năm rồi không về mọi người ai cũng mong, bố bảo về 1-2 tuần cũng được, bố nhớ cô Min lắm. Em nghĩ bụng chắc anh cố tình nói vậy bắt em về, dù nếu không bố đã nói qua với em. Đến chỗ làm em gọi cho bố thì đúng vậy thật, có lẽ em đi lâu quá rồi, cô Min cũng cần biết quê hương của nó. Thì em định về Bắc anh cũng nói đi cùng, em không đồng ý, anh lại bắt đầu sở trò hôn hít ôm ấp, khó chịu, em đồng ý đại vậy. Mình biết được về quê thích thì thích lắm, ngóng suốt, em xin nghỉ làm rồi cùng anh và con bay về. Đặt chân đến Hà Nội, em cảm giác được gió man mát của mùa thu, đã gần 5 năm em không trở lại đây, cảm xúc rất khó tả. Anh ra bắt xe rồi đi thẳng về nhà em luôn. Về đến nhà mọi người ôm ấp hỏi han các thứ, mình thì có vẻ lạ lạ các bác các chú nên ít nói hẳn, ai hỏi chỉ gật với lắc chứ không nói nhiều. Anh vào phòng khách ngồi uống nước nói chuyện với bố em. Anh trai em có vẻ ác cảm với anh lắm, anh chào mà anh trai em không thèm trả lời, quay mặt đi. Lát sau anh xin phép mọi người về vì có việc cần giải quyết. Min chạy rào ôm chân anh. Bố không ở lại với Min ạ? À? Bố có việc phải đi, mai bố dẫn Min đi chơi. Ở đây nhiều chỗ vui chơi hơn trong kia nhiều. Min nhớ ngoan biết không, thơm bố cái nào. Phải lại chụt chụt hai bên má rõ kêu, anh cũng thơm lại con rồi đi. Em thấy hụt hẫng quá, từ lúc về đến giờ anh chưa nói với em câu nào mà đã đi rồi. Min bây giờ lại bị mọi người bao vây bế với ôm hôn, lúc này mới thấy cô cậu nói được vài ba câu. Em vì đi đường xa mệt quá nằm lên giường ngủ một mạch tới bữa tối. Giật mình tỉnh dậy vì báo tin nhắn Facebook. Em chưa vội mở mà tắm rửa, mọi người gọi ra tụ tập ăn cơm. Bố em kiểu dân xã hội mà lúc nào cũng như muốn giết con nhà người ta. Min nhìn ông nội mặt sợ sợ, ông nói gì cũng nghe. Hồi Min còn nhỏ, bố vào thăm em trong Nam, Min đã có máu sợ ông nội rồi. Ăn xong em mới lấy máy ra nghịch thì lại là tin nhắn của chị ta. Lúc nào cũng phải làm ảnh hưởng cuộc sống của em mới chịu được. Mở tin nhắn ra là vài cái ảnh chị ta gửi em, nhưng làm em sốc hơn là ảnh siêu âm. Chị ta nhắn một đoạn dài cho em. Nhìn thế này em đủ biết là cái gì rồi đúng không? Chị đang bầu bí cũng không muốn cãi nhau hay gì với em. Bây giờ chị lo cho con chị thôi, nhưng bố nó lại bị em níu kéo như vậy, làm sao con chị hạnh phúc được. Chị mong em hiểu mà tha cho anh ấy đi. Con chị cần có bố, nếu không tội nghiệp nó lắm. Đứa trẻ không có tội, em thông minh vậy, biết phải làm như thế nào mà. Chào em. Đọc xong em như muốn ngã xuống, em đã có định quay trở lại với anh, nhưng kết cục thành ra như thế này. Chị ta bầu với anh sao? Vậy hóa ra đối với em chỉ là giả dối à? Min thì sao? Min cũng không cần có bố chắc. Em thương Min quá, mình lúc nào cũng ngóng chờ anh, một câu bố, hai câu bố. Kết quả mẹ con em nhận được cũng chỉ là giả dối kèm theo sự khốn nạn thôi. Có lẽ anh cũng ngại gia đình em nên không vào nữa, em chỉ ở thêm 2 ngày rồi bay vào Nam luôn. Cả nhà ai cũng giữ bát ở, em nói còn công việc trong đó không bỏ được, Min nhìn mọi người vẻ tiếc nuối. Thật ra đâu có bận công việc nào, mà là em đang chạy trốn, lần thứ hai em lại chạy trốn khỏi sự thật. Em trở lại Nam cũng không gọi anh, em không muốn gặp anh vì gặp em sẽ đau lòng đến chết mất. Vừa về đến phòng trọ em nhận được cuộc gọi của anh, em tắt đi, anh lại gọi tiếp, bực quá em tắt nguồn luôn, để đồ đạc vào phòng em nằm phịch xuống giường như cái xác không hồn. Thật sự bây giờ rất mệt mỏi, em để cho Min có được hy vọng, chả lẽ lại làm Min thất vọng. Nếu như không có chị ta, phải chăng Min được hạnh phúc, được ở bên bố của nó. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Min không thấy em nói gì bỏ lên giường mặt đối mặt hỏi em. Mẹ ốm à? Mẹ hơi mệt thôi. Hôm nay Min sang nhà bác ăn cơm nhé, mẹ hết tiền mua đồ ăn cho Min rồi. Min không nói gì chạy vào tủ đồ của cô cậu rồi cầm hai gói bim bim ra chỗ em. Min cho mẹ bim bim ăn đỡ đói nhé. Mẹ ăn đi, Min sang nhà bác đây. Min đi rồi em cũng ngủ luôn, không muốn suy nghĩ gì nữa. Có lẽ biết tin em về nên hôm sau anh có mặt ở phòng em rồi. Thế anh em không nói gì, xem anh như vô hình, chỉ liếc mắt qua rồi thôi. Thế em bơ đi, anh hỏi đỡ gượng. Sao hôm qua dẫn Min về không nói với anh? Em vẫn không nói gì. Trả lời anh, đừng có giả điếc như vậy. Đi về đi. Em làm sao vậy? Mấy ngày trước em còn bình thường, còn cùng anh dẫn con về Bắc mà, sao em thay đổi nhanh vậy? Tôi nói lại lần nữa, anh về đi. Anh giật mạnh tay em làm em nhăn mặt. Em đừng có thất thường như vậy, có chuyện gì nói để cùng nhau giải quyết, đừng giày vò anh nữa. Tôi không có giày vò anh, là anh tự nguyện đấy chứ. Anh tra hỏi nhưng em lì mặt không trả lời, em nghĩ có khi nào nên chuyển nhà hay không. Em không muốn con anh vì em mà mất bố,
chị ta đã nói với em như thế rồi, hình như chị ta cũng đau khổ. Anh về rồi, em ngồi ôm gối khóc nước nở, em không thể cho anh biết chị nhắn tin với em, nếu không sẽ khổ hai mẹ con chúng ta. Em nhờ anh Khánh thuê hộ một phòng trọ khác, nhưng không xa quá chỗ em làm là được, còn phải kín người một chút. Em không muốn anh biết mẹ con em ở đó, em muốn anh tuyệt vọng với em. Tối em dọn dẹp hết đồ đạc quần áo của hai mẹ con rồi cất gọn trong tủ tránh anh biết. Anh tới em vẫn coi bình thường, nhưng ông Min lại đi hòng hớt. Bố ơi, mẹ dọn hết đồ của Min với mẹ bố ạ. Mẹ dọn làm gì vậy? Min lắc đầu, em trả lời vội. Tôi dọn đồ không dùng đến cho vơi đi, phòng thì bé mà nhiều đồ không có chỗ để. Anh không hỏi gì nữa, chắc là cũng tin lời em. Tối em gọi luôn cho anh Khánh nhờ anh đưa hai mẹ con đi đến chỗ trọ mới. Trả phòng, bà chủ trách em sao đột ngột như vậy. Em chỉ nói vì một số chuyện riêng. Em dặn bà nếu anh đến hỏi em, bà cứ bảo không biết. Đến phòng trọ mới, anh Khánh giúp em bê đồ đạc vào. Min không hiểu gì hỏi em. Sao lại vào đây hả mẹ? Từ bây giờ mẹ con mình ở đây Min nhé, mẹ cũng sẽ chuyển Min sang trường mới vui hơn được không? Min mặt tiêu nghỉu nhìn em. Anh lại gọi cho em đều không nghe. Lát sau thì có tin nhắn của anh. Em với con đang ở đâu? Tại sao chuyển nhà đi nơi khác không nói với anh? Có chuyện gì mong em hãy nói với anh để mình giải quyết. Em đừng tự mình quyết định như vậy. Mình cũng cần có anh mà. Anh xin em đấy, nghe máy của anh đi. Đọc xong em ngồi khóc. Em rất muốn chạy đến bên anh mà nói ra mọi chuyện. Em rất muốn, nhưng bản thân không cho phép em làm vậy. Hôm sau em đi làm đã thấy anh đứng trước cổng công ty, cố gắng giả bước đi thật nhanh coi như không thấy anh. Anh chạy đến chặn đường kéo tay em lên xe anh. Em vùng vằng không muốn lên. Anh quát. Lên xe đi, đừng có lì lợm. Tôi không lên, có chết cũng không lên. Cầm mồm, lấy xe nhanh, đừng để thằng này nói nhiều. Em sợ quá theo anh lên xe. Anh chở em ra một quán cà phê ngồi. Anh gọi thay em hai cốc cà phê sữa. Em tức không nhìn anh mà toàn quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn đường. Anh hỏi, sao lại tự ý chuyển nhà? Em lì mặt không trả lời. Anh kiên nhẫn hỏi vài lần nữa. Tại sao em tự ý chuyển nhà? Thích. Em đang nói chuyện với ai đấy? Trả lời anh tử tế. Tôi thích chuyển nhà cũng phải báo cáo với anh à? Đúng. Anh nhớ lại cho tôi nhờ. Anh chả là cái gì của tôi mà tôi phải nói với anh cả. Vậy để anh nhắc em nhớ, anh là chồng của em, là bố của Min. Tôi với anh ly hôn rồi còn vợ chồng gì? Min do một tay tôi nuôi lớn. Anh có công lao gì mà anh bảo Min là con anh? Vậy nếu tôi nói Min không phải con anh thì sao? Chẳng có lý do nào Min không phải con anh. Anh bớt vẻ tự tin đi. Em giận quá lôi máy gọi cho anh Khánh. Anh rảnh không? Qua quán cà phê đón em với. Sao em lại ở đấy? Bây giờ đang giờ làm à? Anh cứ tới đón em đi. Chưa kịp tắt máy anh đã giằng điện thoại nói. Lại là thằng đấy à? Có vẻ yêu nhau nhỉ? Hay cô chuyển nhà đi để tránh tôi gian díu về nó? Đúng là loại đàn bà, vắng chồng là tìm đến thằng khác ngay được. Nghe anh nói em ngước mặt ngạc nhiên nhìn anh. Chưa bao giờ anh nói với em những lời sỉ nhục như vậy. Em cố nén nước mắt vào trong, cưng mặt nhìn anh. Ở đấy, tôi trốn anh để được bên anh ấy có sao? Anh ấy lúc nào cũng thương yêu, quan tâm tôi, chứ không như anh. Để tôi nói cho cô biết, tôi vẫn là chồng cô đấy. Vậy tôi cũng nói cho anh biết. Lúc tôi còn là vợ anh thì sao? Anh cũng thoải mái đi với chị Mai cơ mà. Còn đăng ảnh yêu đương cơ mà. Ông ăn trả bà anh em, chả ai hơn ai. Tôi cũng giải thoát cho anh được bên chị ta. Vậy mà anh không muốn lại bám tôi suốt ngày, thế nên đừng có trách tôi. Nói xong em bỏ đi, cũng một lúc thấy anh Khánh tới đón. Anh kéo em lại lôi trở vào quán cà phê không cho em đi. Em sẽ dụa không chịu thì anh Khánh chạy đến kéo em lại. Tôi không biết anh là gì của Linh, nhưng anh đừng ép cô ấy. Anh không thấy Linh không thích à? Không phải việc của mày, biến ra chỗ khác cho bố nhờ. Không đừng trách tao. Anh nghe nói tử tế một chút, đừng hở tí là văng tục ra. Cô định đi với nó để gian díu với nhau à? Thế thì tôi không cho cô đi. Em quay lại nói với anh Khánh. Em về đi ạ, rồi lát em vào làm phiền anh quá. Anh Khánh gật đầu với em, quay lại phòng xe đi. Anh kéo em lên xe anh rồi chờ em đi đến nhà nghỉ. Em cứ ngỡ anh giận quá lại lên cơn như lần trước nên nhất quyết em không vào. Anh lôi em bằng được vào thang máy ấn nút lên tầng 4. Vừa rút chìa khóa trong túi quần, anh vừa lôi em vào trong phòng. Ném em lên giường, anh cởi áo ngoài ra. Thế vậy em chạy tọt trong nhà vệ sinh chốt cửa lại. Anh đứng ngoài đập cửa ầm ầm bắt em mở. Anh nói vọng vào sẽ không làm gì em cả. Lát sau em mở cửa, anh cầm tay em kéo ra ngoài rồi vứt em trên giường. Anh đến gần em hỏi. Nói cho anh biết sao em đột nhiên chuyển nhà. Tôi đã nói rồi, thích thì chuyển. Anh hỏi câu nữa, em có nói không? Em bị điếc à? Đã bảo thích thì chuyển. Anh lao vào hôn em rồi cắn cổ em.
đau quá em đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không buông, còn cho tay vào trong áo em sờ soạng. Anh dừng lại hỏi em có nói không, vẫn lì không nói gì mà còn đấm cào anh. Anh biết tình em có chết cũng không chịu nói, nên mới cố tình dùng biện pháp này để ép em nói ra. Em khóc, nước mắt lại rơi. Anh lúc nào cũng dùng cách này hành hạ em. Anh chưa bao giờ hiểu em dù chỉ một chút, cứ thích là anh làm, còn ý kiến của em không quan trọng. Thấy em khóc dữ quá, anh dừng lại ôm em. Anh xin lỗi, anh chỉ định dọa em, muốn em nói ra thôi. Em thấy anh ôm dỗ dành được đà càng khóc to hơn. Nước mắt nước mũi em lao hết vào áo anh, ước vụ anh cắn cổ em nên kéo cổ anh xuống cắn lại. Mặt anh nhăn lại em vẫn không buông mà còn cắn mạnh hơn. Anh đau cũng không đẩy em ra, chỉ nhìn em cắn. Thấy cổ anh có vết sâu của răng em mới hả hê nhả ra. Anh nói, cắn xong chưa? Vẫn chưa nhảm nhò gì. Vậy em cắn tiếp đi, tôi không ác đến như vậy. Định đứng dậy, anh kéo em lại ôm hít hà, hôn lên tóc em. Em cảm nhận mùi hương cơ thể anh, cảm nhận được sự nuông chiều từ anh. Em biết thời gian qua anh rất mệt mỏi, anh lo công việc ngoài Bắc rồi lại vào Nam với mẹ con em. Em thấy thương anh, nhưng em cũng thương cho đứa con của anh với Mai. Nghĩ đến Mai, em đẩy anh ra, đứng dậy lau nước mắt rồi xách túi lên nói với anh. Từ lần sau anh đừng làm những trò như thế nữa, anh cũng không còn là trẻ con đâu, tôi cũng không có tiền mà trả tiền phòng cho anh đâu. Anh thuê nhà nghỉ này từ hôm vào đây với mẹ con em, không thể em nghĩ anh ở đâu. Tiền anh trả chưa có phải để em trả đâu. Em không nói gì bỏ đi, bắt taxi về công ty làm tiếp. Lúc bỏ đi em đã mong có chút gì đó anh đuổi theo kéo em lại, nhưng ý nghĩ đó lại bị em gạt đi. Đến chỗ làm anh Khánh gọi em, sao chuyện rồi à, anh ta có làm gì em không? Em lắc đầu rồi cảm ơn anh đến đón em, xong em đi làm việc của mình. Chiều tan làm em đến đón Min mà lại sơ suất anh đi theo em nên cứ vậy đi. Đón Min ra cổng em nghe Min hét, bố, bố tới mẹ ơi, bố tới đón Min kìa. Anh đi đến gần mẹ con em, bế bổng Min lên hỏi con đủ chuyện. Hai bố con lại vứt em đằng sau lưng, em lèo đéo theo sau anh ra xe. Anh để Min ngồi xe anh bế Min lại nói, anh về đi, còn tôi lo, đi mà lo cho vợ con của anh. Em lại nói linh tinh cái gì vậy, đừng để Min nghe thấy những lời em nói, ảnh hưởng không tốt đến con. Em đặt Min trên xe rồi phóng đi về nhà, anh cũng không theo em nữa. Về phòng Min mặt buồn rượi nhìn em, mẹ với bố cãi nhau à? Min không được nghĩ linh tinh, mẹ với bố chỉ là trục trặc tí việc thôi. Mai chủ nhật Min muốn đi chơi với bố mẹ được không ạ? Mai bố có việc mất rồi, Min ngoan đi tắm rồi ăn cơm nhé. Min gật đầu vào tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Em ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của chị ta. Em giải quyết thế nào nhanh nhanh giúp chị, dạo này chị ngái ngẩm nhưng không có anh bên cạnh chị khổ lắm. Em kêu anh về với chị nhé, không chị với con chết mất. Em cầm chặt máy trong tay mà nước mắt cứ rơi. Tại sao anh lại đưa em vào vòng xoáy này? Em như vậy chưa đủ khổ hay sao mà anh với chị ta cứ hành hạ em? Không ai hiểu em, không ai có thể chia sẻ chuyện này cùng em. Em lấy máy gọi cho anh. Alo, anh nghe đây. Anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà nghỉ, chuẩn bị đi tắm. Tôi xin anh biến về đi, đừng ở đây làm khổ tôi nữa. Anh với chị ta hành hạ tôi như vậy là đủ lắm rồi. Chị mau sống yên ổn mà hai vợ chồng các người cũng không tha. Tôi phải làm sao thì mới tha cho tôi. Nói xong em dập máy ngồi khóc. Min đang tắm thấy em gào lên, lạch bạch chạy ra, người vẫn còn trần như nhộng, hỏi em, sao mẹ khóc vậy, mẹ bị đau ở đâu à, nín đi, Min thương mẹ. Thế là hai mẹ con cứ ngồi ôm nhau vậy, điện thoại em rung suốt nhưng em không nghe, em biết là anh gọi nên mới không nghe. Tối em gọi chị Ánh phòng trọ cũ cho em gửi nhờ Min một đêm, em đi mua rượu bia về phòng giải sầu. Có một mình em hơi buồn, gọi anh Khánh đến uống cùng cho vui. Anh chả uống mấy mà em ngồi tu rượu như nước lã. Thật tình em không biết uống rượu đâu, hôm nay buồn quá em đánh liều một phen. Anh Khánh thì ngồi nghe em lải nhải phàn nàn, cho lão cũng chán. Lát sau muộn muộn cũng tầm 11 giờ, anh Khánh nói về em. Thôi đừng uống nữa, em say rồi, muộn rồi anh cũng phải về, để anh gọi chồng em. Nói rồi anh lấy máy em gọi thật. Em muốn giật máy mà người cứ lả đi, mắt díu vào. Lúc sau thấy có tiếng nói, em chỉ tí hí mắt chứ em không thể mở ra được thì thấy anh. Anh đang đứng trước mặt em rồi em thấy anh bế bổng em lên giường. Thấy em xúc động quá khóc nức lên kéo anh lại ôm. Em biết mình làm vậy có lỗi với chị Mai nhưng em không kìm chế được. Trong người có men nên không thể kiểm soát được cơn nhớ anh. Vừa ôm anh em khóc, em chỉ nhớ được em nói với anh là tại sao lòng khổ em như vậy, anh không yêu em sao cứ hành hạ em. Em cảm nhận được anh hôn em, hôn nước mắt của em.
Em muốn mình được phóng túng lần nữa. Đêm đó em để bản thân mình mang tội với chị Mai và con của chị. Lý trí đâu thể thắng được con tim. Điều hạnh phúc nhất đối với mình có lẽ là mở mắt ra để thấy người mình yêu nằm bên cạnh. Đã 5 năm rồi mới được hưởng thụ cảm giác này một lần nữa. Tay anh vòng qua eo ôm em không nỡ kéo tay anh ra. Thấy anh vẫn ngủ ngon, em đan hai tay vào nhau rồi rúc rúc vào người anh như mèo con. Hôm nay mới được ngắm kỹ anh như vậy. Anh vẫn đẹp trai như ngày em mới gặp anh, nhưng có vẻ già hơn trước một chút. Dù thế nào với em, anh lúc nào cũng đẹp trai. 30 mấy rồi, không già đi sao được. Em định dậy tắm rửa thay đồ thì tay anh đang ôm eo em kỳ chặt lại. Chắc do em ngọ nguậy nên anh tỉnh. Dậy rồi sao không gọi anh? Anh không tự dậy được hay sao? Em cứ phải đối đầu với anh mới chịu được à? Dậy đi, tôi còn đi đón Min. Lần sau anh cũng đừng tới đây nữa. Hôm qua tôi nói như vậy rồi anh không hiểu à? Hôm qua anh không đến sao nghe được em nói những lời thắm thiết với anh được? Anh cười gian nhìn em. Em không nói gì đi tắm rửa rồi đón Min, còn anh vẫn nằm đấy. Đón Min xong em về phòng trọ luôn thì không thấy anh đâu, chắc anh về rồi. Em thấy mất mát quá. Đúng kiểu đàn bà con gái nó có là không, nói một là hai. Mở điện thoại ra em thấy tin nhắn của anh. Em đừng uống thuốc nữa, hại người lắm. Anh không thích chút nào. Em cũng không có ý định dùng thuốc. Anh nói em mới nhớ ra cũng thành kệ. Cái gì đến cứ đến. Em nhận được cuộc gọi của anh nói sẽ về Bắc mấy hôm ký kết cái gì đó. Công việc anh nên em không rõ. Xong việc em sẽ vào với em. Xong việc anh sẽ vào với em. Thật sự em không muốn anh vào đây nữa. Đi đi về về có lẽ anh cũng mệt. Em cảm giác được anh yêu em, rất yêu. Nếu không anh sẽ không khổ như vậy. Nhưng trong đầu em lúc nào cũng xuất hiện câu nói của chị Mai. Em lại trùng lòng xuống, gạt bỏ suy nghĩ anh yêu em. Đau khổ lúc này nhất với em là Min. Min sẽ không thể có vòng tay trọn vẹn của bố. Không được bố thường xuyên đưa đón đi học như bao đứa trẻ khác. Con của em từ khi trong bụng đã khổ rồi. Em thấy bản thân mình đáng trách quá. Gần tối chị ta lại nhắn tin cho em. Cảm ơn em đã để anh ấy về bên mẹ con chị. Chiều nay vợ chồng chị đi siêu âm là con trai em ạ. Chị hạnh phúc quá, bố mẹ anh ấy cũng mừng cho chị. Em cũng nhắn lại. Vậy em chúc chị mẹ tròn con vuông. Em khóc nhiều quá rồi. Khóc đến mức bây giờ nước mắt cạn khô, chỉ biết nhìn vào hư không. Em phải nói sao với Min bây giờ? Chẳng nhẽ nói với con bố con có người khác rồi sao? Anh liên tục gọi điện thoại em không bắt máy. Em hận anh cũng như hận chính bản thân mình sao không dứt khoát mối quan hệ này. Đã 3 ngày anh về Bắc, em nhớ anh lắm, nhớ anh xa xiết. Nhiều lúc muốn gọi cho anh nhưng em sợ chị Mai bên cạnh nên lại thôi. Em cũng suy nghĩ kỹ, lần này anh quay lại em sẽ dứt khoát với anh. Dù ai đau cũng thế, đau một lần rồi thôi, vết thương nào cũng có thể lành lại. Hôm anh quay lại lúc đó em đang đi đón Min về, thấy anh ngồi trong phòng em ngủ, em để yên cho anh ngủ, chắc do đi đường mệt. Min định gọi anh dậy, em kêu con ra ngoài chơi. Em ngồi mép giường cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, mười mấy ngày anh về Bắc sao già đi như vậy, xót anh quá. Lát sau anh tỉnh dậy nhìn em cũng nhìn lại anh, không ai nói câu gì. Bây giờ em không thể dứt khoát được rồi, em thấy khó khăn quá, người lên tiếng trước tiên là anh. Anh đói rồi, có gì ăn không? Tôi có chuyện muốn nói. Để sau đi, anh đói. Anh đi vào phòng bếp, em kéo anh lại lấy hết can đảm nói ra. Chúng ta ly hôn đi, lần trước anh chưa ký giấy nên lần này tôi muốn chúng ta gặp nhau ở tòa. Em bị sao vậy? Sao lúc nào em cũng thất thường như vậy? Anh thật lòng không hiểu em đang nghĩ gì. Mặt anh hiện đầy đau khổ, tìm em cũng đau chứ. Anh đau 1, em đau 10. Em chỉ trực nước mắt rơi thôi, nhưng em phải cố gắng nuốt vào trong. Buông tha nhau đi, chẳng ai phải khổ cả. Giàn vật nhau thời gian qua là đủ rồi. Anh về chăm sóc mẹ con chị Mai đi, đừng đến đây nữa. Tôi và Min có thể tự chăm sóc cho nhau. Chị Mai đang bầu bí, anh để chị ấy như vậy không tốt đâu. Lần cuối tôi xin anh đấy. Em khóc, em không thể chịu được nữa rồi. Mạnh mẽ thế nào em cũng không chống nổi cơn bão này. Em nhìn anh nước mắt cứ thế rơi. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt của em lại gạt ra nói tiếp. Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? Anh làm khổ chị Mai quá rồi, chị ấy bầu ôm nghén như vậy mà không có anh bên cạnh khổ lắm đấy. Anh nói với em, Mai có bầu với anh. Anh không cần biết, anh về lo cho chị ấy đi, tôi ổn, mấy năm không có anh tôi cũng vẫn ổn, mẹ con tôi vẫn lo cho nhau được. Anh đang hỏi ai nói với em, Mai có bầu. Anh quát lên với em, nhưng em chỉ quay mặt đi chỗ khác khóc. Anh đến gần quay mặt em lại, em vẫn không chịu nhìn anh. Nhìn vào mắt anh nói cho anh biết, anh nói với em là như vậy. Tôi chỉ xin anh buông tha tôi đi, anh về với chị Mai đi,
chị ấy không có anh chăm sóc sẽ mệt mỏi lắm, còn anh đừng hỏi gì cả. Anh xin em, nói đi, anh mệt mỏi lắm, anh không muốn chuyện chúng mình đi đến nước này đâu. Anh khóc, lần đầu tiên em thấy anh khóc, dù giọt nước mắt của anh chỉ là thoáng qua, em cũng cảm nhận được ánh mắt của anh tràn đầy bất lực. Chị Mai nói, chị ấy nói chị đang có bầu con trai, bố mẹ anh cũng mừng cho chị ấy. Chị ấy nói không có anh bên cạnh chăm sóc chị ấy khổ lắm. Em xin anh đấy, về với chị ấy đi. Lúc này em khóc nhiều lắm vì em rất đau khổ. Em chỉ biết đuổi anh đi thôi. Anh ôm em nói. Em ngốc vừa thôi. Mai nói vậy em cũng tin à. Anh đã nói với em là anh với Mai không còn có gì cả. Còn Mai có bầu thì anh không biết. Nhưng anh thề với em không phải con của anh. Con của anh chỉ có Min thôi. Nhưng chị ấy bảo lần trước anh về là dẫn chị ấy đi siêu âm mà, còn gửi ảnh cho em. Tại em mà anh khổ sở với em lắm. Anh yêu em như vậy, ai chẳng muốn chia rẽ. Đã nói không còn gì thì em phải tin anh. Không hiểu sao tự nhiên em lại gào lên khóc. Anh cứ ôm rồi vui vẻ đầu em, hôn tóc em. Em thấy mình ngốc thật, để bị lừa như vậy mà cũng tin, còn làm khổ anh. Anh cúi xuống hỏi em khóc chán chưa. Em gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh hôn em. Lần này em không bài xích đẩy anh ra nữa, cũng trả lại anh. Hôn tới nỗi em không thở được nữa, anh mới buông em ra, rồi anh mắng lần sau không được tin ai. Xong anh dẫn hai mẹ con ra ngoài đi ăn. Min thấy em với anh nói chuyện thì cô cậu cũng cười, lắm mồm từ đầu đến cuối. Đêm đó anh đòi gửi Min sang nhà chị Ánh trông nhờ đêm nữa. Em đành chiều anh, mặt em sắp dày bằng cái thớt rồi, nhờ vào chị suốt từ lúc còn bầu ông cu Min. Đêm ngủ anh không làm gì em cả, chỉ gối tay ôm em ngủ thôi. Anh thủ thỉ muốn hai mẹ con quay về Bắc, nhưng em nói cần thời gian suy nghĩ, em chưa muốn về ngay vì cứ ám ảnh nỗi buồn ở đó. Sau hôm đó anh cứ ở phòng trọ em suốt, dù ngày nào cũng thuyết phục em về Bắc, còn nhờ cả Min cơ. Biết điểm yếu của em là Min nên lúc nào cũng dạy Min cách nịnh hót để em về. Suy nghĩ cả tuần em cũng đồng ý với anh. Ngày hôm sau em đặt vé cho ba người để về. Em gọi điện báo cho cả nhà biết, rồi em đi chào hỏi những người giúp đỡ em ở đây. À, hôm em đi chào hỏi, anh Khánh có chồng em đi cùng. Anh ấy quen tay hay xoa đầu em thì lão chồng gạt ra xong lườm anh ấy. Nghĩ lại em vẫn buồn cười. Bọn em về Bắc thì về luôn nhà riêng đợt cưới bố mẹ chồng cho. Về đến nhà không được bao lâu, em thấy anh nghe điện thoại rồi đi ra ngoài. Em cũng chạy ra theo thì thấy chị Mai đang đứng ở cổng đòi anh mở cổng cho vào. Thế chị, em lại thôi không ra ngoài nữa mà nép vào cửa nhà. Anh đuổi chị ấy về nhưng chị ấy nói muốn vào nhà để nói chuyện. Anh mở cổng cho chị vào, chị đi sau lưng anh, vào để cửa chị ấy lườm em. Anh vuốt tóc em nói lên phòng đi, anh giải quyết nốt với Mai cho xong chuyện. Em nghe anh lên phòng với Min, em không biết anh với chị Mai nói chuyện gì với nhau cả, chỉ biết sau đợt đó vẫn nhắn một vài tin dọa đánh em rồi tạt axit các thứ. Em có bảo với anh thì anh bảo không sao, có anh thì chả ai làm gì được em. Rồi em nghe bạn bè anh bảo chị lại đi du học tiếp rồi, không hiểu tại sao. Em cảm ơn các mẹ thời gian qua đã nghe em tâm sự, chuyện của em đến đây là hết rồi ạ. Hiện tại thì vợ chồng em rất hạnh phúc, anh yêu thương quan tâm mẹ con em hết mực, em thấy hạnh phúc lắm, đi đâu cũng mang em đi, em không đi thì cũng ở nhà, trừ khi có chuyện quan trọng thôi. Nửa đêm nửa hôm em có thèm cái gì cũng phải vác xác đi mua, nghĩ mà mình như bà Hoàng ấy. Min nhà em thì về phê anh luôn, lúc nào em mà quát là nhìn anh xong anh ra bênh, còn em nhiều hôm đến tháng hay cáu gắt, anh không làm gì anh cũng chửi. Min lại ra nhìn em bảo, mẹ đừng mắng bố nữa, bố sợ đấy. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.